Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Long đến từ trường âm nhạc Adam Music. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái công cụ dùng để mixing cũng rất là quan trọng, đó là compressor. Mời các bạn theo dõi. Ok, trước tiên là mình sẽ nói về cái compressor này ha. Thì compressor này nó sẽ hoạt động như là một cái máy nén. Khi mà các bạn, cái âm thanh của các bạn nó vượt qua ngưỡng thì bắt đầu cái máy nén này làm giảm những cái âm thanh nào mà nó đã vượt qua ngưỡng theo cái tỷ lệ mà mình đã set sẵn. Thì ở đây mình đã có một cái compressor, một cái plug-in compressor của Ableton Live luôn. Thì ở đây có những cái nút như thế này. Thì mình sẽ nói sơ qua về những cái nút này để cho các bạn dễ nắm hơn. Thì cái một cái compressor nó sẽ có những cái thông số mà mình thường gặp sau đây. Đó là thứ nhất, threshold. Đây, threshold. Tiếp theo là ratio, attack, release, makeup gain. Đây là cái thanh để mình điều khiển makeup gain. Thì cái thanh này đó là cái thanh gain reduction. Cái gain reduction này nó cho chúng ta biết là cái lượng âm thanh đã giảm đi của mình sau khi qua cái máy nén này là bao nhiêu. Rồi, thì mình sẽ nói qua từng cái công dụng của những cái nút này ha. Thứ nhất đó là threshold. Thì threshold của nó, các bạn có thể tưởng tượng đây là cái một cái ngưỡng âm thanh của các bạn đi qua tới cái ngưỡng đó thì nó sẽ gọi là vượt ngưỡng. Ví dụ như mình đặt ở đây là trừ 15 đi, trừ 15 decibel ha. Rồi, mình xem thử cái âm thanh của mình ha. Thì như các bạn đã theo dõi thì cái âm thanh của chúng ta đã vượt qua cái ngưỡng trừ 15 decibel rồi. Đó, thì cái đó là cái nút threshold này là cái nút mình đặt cái ngưỡng cho cái âm thanh của mình. Phần tiếp theo đó là attack. Thì cái phần attack này nó giúp chúng ta điều chỉnh cái thời gian mà compressor này nó bắt đầu nó nén âm thanh của các bạn xuống khi mà âm thanh các bạn vượt ngưỡng. Thì ví dụ như cái âm thanh của các bạn vừa vượt qua cái threshold này thì cái thời gian các bạn set, ví dụ như ở đây mình set là 0.01 giây là có nghĩa là khi nó vượt qua là cái compressor này nó nén liền, nó nén ngay lập tức luôn. Rồi, tiếp theo đó là nút release. Thì cái nút release này nó cho phép chúng ta chỉnh cái thời gian mà cái compressor này nó bắt đầu nó thả ra, nó không có nén nữa, nó không có nén âm thanh của các bạn lại nữa. Thì ví dụ như ở đây mình đang set là 50 mili giây, có nghĩa là cái âm thanh của các bạn khi mình nén xuống thì 50 mili giây sau cái âm thanh của các bạn trở lại trạng thái bình thường, không bị nén nữa. Thì cái compressor này nó rất là khó khi mà mới bắt đầu mình đụng vào nó, thì bản thân mình cũng vậy thôi. Thì khi mà mình mới vừa biết tới cái compressor này nè, mình sử dụng rất là quá tay. Thì mình ví dụ một cái trường hợp mà mình sử dụng quá tay cho các bạn để các bạn có thể hình dung được cái compressor này nó hoạt động như thế nào ha. Ok, thì mình sẽ set cái attack nó nhanh, release nó cực chậm để các bạn có thể hình dung được cái compressor nó hoạt động như thế nào. Rồi, đây là tiếng guitar khi mà nó không có compressor. Các bạn nghe qua ha. Rồi, đây là cái âm thanh khi mà đã đi qua compressor. Mình sẽ set cái ratio nó cao một tí để các bạn dễ hình dung được cái compressor này nó hoạt động như thế nào. Ok, mình nghe lại ha. Đây là đã có compressor. Đó, như các bạn thấy nè, cái gain reduction nó hoạt động, nó đang bị nén rất là nhiều. Đó, mình đẩy cao lên chút xíu ha. Rồi, mình tắt nó đi. Ok, thì các bạn có thể hình dung được cái compressor này nó hoạt động như thế nào rồi ha. Rồi, tiếp theo đó là nút makeup gain. Cái thanh makeup gain ở đây
là các bạn điều chỉnh cái âm thanh sau khi mà đã qua mấy nén rồi đó. Ví dụ như là mình sẽ tăng gain lên khi mà cái âm thanh các bạn nhỏ quá, ví dụ như vậy thì mình tăng gain lên nè. Đó, rồi thì ở đây nó cũng có một cái nút backup. Thì cái nút backup này đó là nút auto. Thì có nghĩa là khi mà mình click vào cái nút backup gain này thì cái phần mềm compressor nó tự động nó tăng gain lại cho chúng ta luôn. Rồi, tiếp theo là nút dry wet. Thì như bao phần mềm khác, cái nút dry wet này đó là cái độ tác động của phần mềm này, của plugin này lên cái âm thanh của các bạn. Nếu mà các bạn để 100% có nghĩa là cái này nó hoạt động 100% công suất trên cái audio của mình. Các bạn để không có nghĩa là nó không có tác động gì tới cái phần âm thanh của mình. Đơn giản vậy thôi ha. Ok, thì vừa rồi đó là những cái thông số rất là cơ bản của một cái compressor. Thì mình cũng nhận rất là nhiều câu hỏi về cái compressor này, là cái compressor này dùng để làm cái gì. Thì các bạn hãy tưởng tượng khi mà các bạn hát vào á, một cái bài hát, các bạn khúc đầu, khúc verse thì các bạn hát nhỏ, các bạn hát rất là thì thào. Còn tới khúc điệp khúc, các bạn sử dụng lực rất là nhiều để các bạn hát cho nó to, rõ và nội lực. Thì cái khoảng cách giữa cái lúc mà các bạn hát to, hát nhỏ nó rất là lớn. Thì cái compressor nó giúp cho cái khoảng cách đó ngắn lại chút xíu để nghe âm thanh nó được đồng đều. Nhưng mà không có nghĩa là các bạn làm cho cái lúc mà hát quá to với hát quá nhỏ nó bằng nhau luôn, thì nó sẽ làm mất đi cái sự tự nhiên của bài hát và mất đi cái cảm xúc khi mà cái người đó hát luôn. Và tránh lạm dụng cái compressor này. Tại vì cái compressor này nếu mà các bạn không biết cách sử dụng á, thì nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như là mình sử dụng nó cho vocal đi, mà các bạn sử dụng cái attack này nó quá ngắn, ví dụ như là nó, attack này nó tác động liền luôn, thì nó sẽ làm mất đi cái transition, nó mất đi cái lực khi mà các bạn hát ra cái chữ đó. Hoặc là dùng cho cái tiếng kích đi. Nếu mà tiếng kích của các bạn thì cái tiếng kích nó rất là nhanh nha, làm cái kích. Thì nếu mà các bạn để attack này nó nhanh quá thì nó sẽ mất đi cái transition đó, làm cho cái tiếng kích của các bạn yếu đi. Đó, thì công dụng của compressor nó là như vậy. Ok, thì hy vọng cái video clip vừa rồi sẽ giúp ích cho những cái bạn mới hiểu hơn về cái compressor này. Thì ngoài công dụng trên, nó còn rất là nhiều cái ứng dụng khác mình sẽ chia sẻ vào những cái clip sau. Thì hy vọng các bạn theo dõi những cái clip của mình ha. Thì ngoài ra, Ada Music đang có một cái khóa học thu âm. Cái khóa học này các bạn có thể được học về setup các cái thiết bị nè, học về cái kỹ thuật thu âm nè. Các bạn sẽ được trang bị kiến thức về mixing và mastering. Thì khóa học này nó đang có chính sách rất là ưu đãi, 4 triệu cho 10 buổi. Các bạn có thể tham khảo qua cái link mình để ở dưới phía dưới này ha. Ok, thì hy vọng cái video clip vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.